Chào bạn nhé, xin chào các bác nhé. Em lên sóng của các bác gọi là siêu phẩm của máy điều hòa một cục, một con máy của hãng Corona. Hãng này nổi tiếng của Nhật luôn ạ. 4 chức năng các bạn. Đây, hiện tại thì đang test nhiệt độ cho các bác tại cửa gió của nó là 8,9 độ C. Đã man trận. Trong cái thời tiết mùa hè đang nắng gay gắt hôm nay ngày 27 tháng 4 thôi nhé, nó nóng vào khoảng trên 40 độ. Máy kéo xuống rất là tốt. Con này có gì hay các bác? Con này là một cái con máy gọi là máy hai chiều, làm nóng này, hút ẩm, làm lạnh, cộng với quạt gió, gọi là máy 4 chức năng. Tiếp theo con này có cái gì hay? Con này có cọc ion khử khuẩn. Đấy, đẹp luôn các bác. Nắp vào, dã man luôn. 4 chức năng, độ lạnh xuống sâu tít, chạy im re, thông số tem mát đây các bác, công suất 725W cực đại, con này trên 8000 BTU luôn các bác nhé, nặng 21 kg, máy quá đẹp luôn, vỏ viết nguyên bản, hình thức chạy êm, mã số 2, đi kèm điều khiển từ xa. Đấy, các bác nào muốn mùa đông cũng dùng được, hút ẩm các thứ, rồi có cả khử khuẩn thì các bác chơi con này. Dòng máy này thì các bác sẽ cắt cái này ra, làm cái ống thoát nước cho nó chảy ra nhé. Con này không làm hệ thống tưới tiêu nước đâu ạ. Đấy, đây là cái khe thoát khí nóng. Đấy, bác nào muốn lấy con này các bác lôi nhá, số điện thoại địa chỉ em đây ạ. Con này em bán là 4,5 triệu, bảo hành 6 tháng, giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Máy Nhật chạy điện 100V thì các bác phải mua biến áp cho nó nhé. Chào các bác.